Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ được phát sóng trên kênh VTC16. Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay thì bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời chuyển rét và sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc Trung Bộ cũng như là Tây Bắc Bộ và một số nơi khác thuộc khu vực Trung Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 11 cho đến 13 độ và khu vực vùng núi Bắc Bộ là từ 8 cho đến 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ từ 15 cho đến 17 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, gió Bắc cho đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 18 cho đến 24 độ và phía Nam có nơi trên 24 độ. Còn khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, đêm mưa rào vài nơi ngày nắng với gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 cho đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ với nhiệt độ từ 21 cho đến 34 độ. Miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trên biển, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 cho đến 2,5 mét. Khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 3,5 mét. Thưa quý vị, bệnh nấm thủy mi xảy ra ở nhiều loài cá ngọt và trứng cá. Bệnh có thể gặp ở khắp mọi nơi trên thế giới và trứng của chúng. Trong các loài cá nuôi phổ biến ở Việt Nam như là cá chép, cá mè, cá chấm cỏ, cá chê, cá trôi và một số đối tượng nuôi đặc sản khác như là ba ba hay là ếch thì đều có thể bị nhiễm bệnh nấm thủy mi. Bệnh nấm thủy mi thường phát triển vào mùa có nhiệt độ thấp và đây là nhiệt độ vào mùa đông xuân, mùa thu ở miền Bắc và mùa mưa ở miền Nam. Bệnh phát triển thuận lợi trong các ao nuôi có mật độ cao, nước tù bẩn, hàm lượng chất hữu cơ cao và trong các bể ấp có nhiều trứng bị ung. Nấm thường phát triển đầu tiên ở các trứng bị ung và sau đó thì sẽ lây lan nhanh sang các trứng khỏe và gây chết hàng loạt. Khi mà cá bị bệnh nấm thủy mi sẽ bơi lội không định hướng, ngứa ngáy cọ sát vào bờ hoặc là các vật dụng ở trong ao nuôi. Từ đó sẽ làm tróc vẩy, chảy ra và đây chính là cơ hội để cho các tác nhân gây bệnh như là vi khuẩn, ký sinh trùng sẽ xâm nhập và phát triển làm cho bệnh của cá càng trở nên nặng hơn. Để phòng trị bệnh thì bà con cần phải lưu ý cải tạo ao nuôi sau mỗi một vụ nuôi bằng cách là vét bùn, tạt vôi, diệt tạp từ 7 cho đến 10 kg trên 100m² diện tích ao nuôi. Bà con cũng cần phải chọn công thức nuôi cho phù hợp, không nuôi với mật độ quá dày trong khi môi trường nước không tốt. Cá giống thì cần phải được tắm qua với nước muối, liều lượng là từ 2 đến 4 gram muối trên 1 lít nước trước khi mà thả cá xuống ao nuôi. Bà con cũng cần phải cho ăn đảm bảo 4 định, đó là định lượng, định chất, định thời gian và định địa điểm. Định kỳ bổ sung thêm vitamin C bằng cách là trộn vào thức ăn cho cá ăn với liều lượng từ 200 đến 300 gram trên 100 kg thức ăn. Thường xuyên theo dõi màu nước ao nuôi và kiểm tra khả năng phản xạ cũng như là bắt mồi của cá. Khi cá bị bệnh, dùng một số các loại hóa chất sau để xử lý môi trường ao nuôi như là dùng SDK với liều lượng 2 lít cho 1.000 mét khối nước tạt đều khắp mặt ao nuôi và lặp lại 2 lần trong vòng 1 tuần. Kết hợp với dùng TSB52 liều là 2 kg trên 1.000 mét khối nước ao nuôi sẽ xử lý nước đục, nước nhờn, váng nhớt và làm sạch nước. Phần cuối của bản tin xin mời quý vị sẽ theo dõi những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng trên cả nước trong ngày hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.